đối thủ của mình mà SEC sẽ phải đón nhận trong cái mùa giải này. Và cũng rất nhanh chóng thì chúng ta cùng đến với phần cấm và chọn của ván đấu đầu tiên, trận khai mạc WCS Việt Nam giữa Royal Palace và FPTC Esports. Và trong ván thi đấu đầu tiên này thì RE sẽ nằm bên phía đội xanh, trong khi đó thì SPTC sẽ nằm bên phía đội đỏ. Các lực cấm đã bắt đầu được hình thành. Bên phía RE họ chọn cấm DJ, một con bài rất đa dụng và rất mạnh ở meta hiện tại. Trong khi đó thì SPTC có một lực cấm khác tôi đánh giá là thú vị hơn rất nhiều, đó là Yumi. Một bài Yumi ở meta hiện tại chúng ta ở các khu vực khác, ví dụ như Philippines, ví dụ như Hàn Quốc, thì cũng đã được các tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta đem ra sử dụng. Cụ thể là họ sử dụng Yumi ở khu vực đường trên và để cho Zax đi rừng. Và đây là một cặp đôi mà họ sẽ đánh rất mạnh ở nửa trên của bản đồ. Và Zax sẽ đóng vai trò gánh team với sự hỗ trợ của con bài Yumi ở khu vực đường trên đó. Đó cũng là một trong những lối đánh rất sáng tạo và bất ngờ với con bài Yumi. Đặc biệt là các bạn nên nhớ rằng ở ngay ngày thi đấu hôm nay chúng ta đã được thi đấu tại phiên bản 3.0B. Đó là một phiên bản mà Yumi cũng là một vị tướng được búp mạnh nhất ở trong cái phiên bản này. Bên cạnh đó là sự thay đổi rất là nhiều, sự tăng giảm sức mạnh ở trong hệ thống ngọc hỗ trợ. Và cũng thực sự là bất ngờ khi cách đây chỉ khoảng một tuần thôi, không đến một tuần, cách đây khoảng 5 ngày thôi, Yumi hoàn toàn là một vị tướng biến mất trên bảng cấm và chọn. Mặc dù với những dự đoán chúng ta Yumi sẽ là một chất tướng rất hot, nhưng ở trong giải đấu chuyên nghiệp gần nhất gần đây, vòng tuyển chọn SEA Games 31 thì không có bất kỳ đội tuyển nào nhắm đến con bài này. Và ngay thi đấu đầu tiên ngày hôm nay, FPTC đã là người lựa chọn cấm đi khi ở bên phần sân màu đỏ. Và lựa chọn đầu tiên, Gragas vẫn đang là một trong những lựa chọn rất được ưa chuộng ở những đội ở bên phần sân màu xanh. Đồng ý, Gragas là một con bài rất đa dụng, còn hoàn toàn có thể sử dụng được ở nhiều các khu vực đường khác nhau. Và đây cũng là một con bài vừa mới được tăng sức mạnh ở trong phiên bản cập nhật 3.0A vừa mới diễn ra trước đây nữa. Đây là một con bài rất mạnh với sức mạnh công kích được cộng thêm. Trong khi đó thì SPTC hai lực cấm còn lại của họ đó là vào con bài Olaf cùng với Camille. Olaf là một con bài mà đã gây tương đối là nhiều sầu khổ dành cho SPTC tại vòng tuyển chọn SEA Games 31, khi mà Jisoo, người đi rừng của Team Flash lúc đó, đã có liên tiếp hai ván đấu cầm con bài này và bán hành vào vị trí của SPTC ở trong trận chung kết vòng tuyển chọn SEA Games 31. Và họ không muốn để cho cơn ác mộng đó xảy ra một lần nữa, họ quyết định cấm nó đi. Và sự lựa chọn đầu tiên ở trong đội hình của SPTC đó là Fiora. Fiora ở trong meta hiện tại của chúng ta thì nhiều khả năng là Fiora đi rừng. Còn Fiora đi ở khu vực đường trên thì tôi nghĩ đây sẽ là con bài mà bạn sẽ phải pick sau đối thủ. Khi mà đối thủ lộ ra kèo đường trên của bạn rồi, bạn mới nên pick Fiora sau đó. Còn Fiora pick trước như thế này nhiều khả năng sẽ là Fiora đi rừng. Và quan trọng là với lượt Fiora pick đầu tiên thì đấy cũng là một trong những lượt lựa chọn mà FPTC có thể xoay bài được, tùy vào đối phương lựa chọn kèo đấu đường trên như thế nào. Vì đội hình của FPTC vẫn là đội hình lựa chọn hoàn thành đội hình của mình sau cùng. Vì vậy lượt lựa chọn đi rừng sẽ là lượt lựa chọn mà bên phía SC có thể nhắm tới ở lượt lựa chọn cuối cùng đến từ vị trí của Akeno. Bên cạnh đó thì bên phía Royal Palace Sport cũng đã lựa chọn Zik ở lượt lựa chọn thứ hai, cũng là một trong power pick mà mình đánh giá là cực mạnh ở thời điểm này. Vì khi đối phương đã lộ ra trước đó là chất tướng Morgana rồi thì Morgana hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí đường rồng. Và khi Zik đi đối đầu với Morgana ở một khu vực đường thì khả năng đẩy lính, tốc độ đẩy lính những cấp độ đầu tiên sẽ là không quá thua thiệt đối bên phía đối phương. Thậm chí là bên phía Royal Palace đã lấy luôn hai lượt lựa chọn sát thương chủ lực của mình ở trong đội hình. Cặp đôi Zik và Corki là hai cặp đôi có lượng sát thương theo thời gian là cực mạnh. Và để khắc chế đi lượng hai sát thương chủ lực theo dạng kém cơ động như thế này, không, Corki vẫn có những cú lướt của mình với thảm lửa, thì bên phía FPTC đã nhắm ngay vào một con bài chất tướng sát thủ, một trong những phong cách chơi gọi là sở trường của Zulai ở khu vực đường giữa, đó là Z, để có thể hạn chế đi sức tầm ảnh hưởng của hai sát tướng sát thương chủ lực mà bên phía Royal Palace đã lựa chọn đến. Royal Palace họ lựa chọn hai sát thương chủ lực tương đối sớm ở trong phiên chọn của họ, dẫn đến việc là bên phía SPTC ngay lập tức lựa chọn một quân bài Z. Z ở thời điểm này có một quân bài đi đường giữa có khả năng khắc chế tốt vào Z, đó là quân bài Garen. Tuy nhiên với việc là bên phía RE họ lộ ra sớm hai sát thương chủ lực như thế này thì có lẽ là sẽ không có Garen đi được giữa trong đội hình của bên phía của RE nữa. Tôi đoán phần nhiều là như vậy. Còn Zik cùng với Corki, hai sát thương chủ lực trong đội hình của RE, đây cũng là một sự lựa chọn mà RE có thể xoay bài được. Bởi vì chúng ta đều biết là Saito, người chơi cũ của VC Fantasy, là một người chơi có khả năng sử dụng Corki khu vực đường giữa cũng là rất tốt. Và Zik thì khỏi phải nói rồi, Zik là một trong những quân bài rất tủ của anh chàng này. Vì vậy ở trong ván thi đấu này hoàn toàn là Saito có thể cầm Zik đi đường giữa để cho Otis cầm Corki đi đường rồng cũng được, hoặc có thể là ngược lại, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đồng ý. Đó sẽ là một quan trọng là hai bên đã hoàn thành xong những lượt cấm về mặt đảm bảo lượng sát thương trong đội hình của mình rồi, cho nên nó không quá khó hiểu khi mà những lượt lựa chọn cuối cùng cả hai bên đều nhắm đến rất nhiều những chất tướng đấu sĩ. Bên phía của Royal Palace thì họ cấm đến hai chất tướng có khả năng mở giao tranh tốt và bắt vào tuyến sau của đội hình của mình, đó là Mafai cũng như là Rakan.
Trong khi đó thì bên phía của FC hạn chế tối đa khả năng chống chịu lực sát thương với Garen ở trong đội hình, và bên cạnh đó là con bài đó là Thresh nữa. Và Darius là chất tuyến lựa chọn. Điều này sẽ càng khẳng định hơn là vị trí Fiora sẽ đảm nhận vị trí đi rừng ở trong đội hình của FPTC. Và T3, như vậy là T3 ở trong vài thi đấu này, anh ta sẽ cầm Darius để cho Chaos. Với trận đấu ra quân này của mình, anh ta sẽ được cầm một con bài thiên về mặt kỹ năng rất nhiều của việc đi rừng, đó là Fiora. Fiora ở thời điểm hiện tại là con bài đi rừng mạnh, tôi nghĩ là chỉ sau Olaf ở trong meta này mà thôi. Trong khi đó thì đội hình của RE cũng đã có một sự lựa chọn khá tốt. Tôi nghĩ là như vậy, với việc họ lựa chọn một con bài Renekton thì Austin ở khu vực trên, nãy giờ tôi mới để ý đội hình ra quân của RE trong bài thi đấu không này sẽ không có sự góp mặt của Junero, mà đó sẽ là Austin ở khu vực đường trên. Và chú Nero ngồi trên băng ghế dự bị như thế này thì tôi đánh giá cũng là điểm tốt. Bởi vì ở trong trận thi đấu mở màn này, nếu như để cho Junero ra quân, và nếu như phải đối đầu với SBTC, và nếu như Junero có một cái sự vương vấn gì đó về mặt tâm lý thì sẽ dẫn đến phong độ không tốt đến từ người chơi đường trên này của RE. Quyết định để Austin đi đường trên tôi nghĩ là hợp lý ở trong một trận thi đấu này. Rồi, và Alista là chất tướng được Akeno lựa chọn ở cái lần lựa chọn cuối cùng của mình. Đội hình của hai bên cũng đã được hoàn thành. Alista, một trong thông tin tôi nhận được thì có lẽ đây là một trong những lỗi về mặt hiển thị. Còn wow, khu vực đường trên đến vẫn là Junero. Vẫn là Junero. Có lẽ là việc kỹ năng cá nhân và cái trình độ và những màn thể hiện của Junero trong quá khứ tính đến thời điểm hiện tại vẫn sẽ được ưa chuộng hơn. Còn Austin thì sẽ là một người chơi cần thêm nhiều thời gian để gắn kết với đội hình của Royal Palace. Tôi đang nói đến con bài Alista trong tay của Akeno ở trong ngày thi đấu hôm nay thì là một con bài mà bên phía FPTC thường không quá ưu ái lựa chọn đồng ý trong cái vòng tuyển chọn SEA Games 31, và khiến cho họ liên tiếp phải mất đi một lượt cấm vào con bài này. Và nếu như cứ hở ra thì sẽ là chiến thắng dành cho đội thiện đối thủ. Nên đến ngày thi đấu hôm nay, có lẽ trong khoảng thời gian đó thì phía FPTC cũng đã phải chú trọng và tập luyện con bài này khá nhiều để tránh mất đi những cái sự lỗ thế trong phần cấm vào chọn ở trong đội hình mỗi khi có Alista. Vì khả năng chống chịu của Alista ở thời điểm này, đặc biệt khi phối hợp với những đội hình có nhiều hiệu ứng khống chế dùng CC và Wombo Combo, vẫn là quá vượt trội và hiệu quả. Có một điều đặc biệt về Akeno như thế này, tôi có làm một thống kê trước thềm WCS Việt Nam 2022 của chúng ta được khởi tranh. Thì Akeno khi mà anh ta được sử dụng những vị tướng có thiên hướng buff thì KDA của anh ta là rất tốt. Còn khi mà anh ta phải sử dụng những vị tướng có thiên hướng mờ giao tranh, ví dụ như là Alista, ví dụ như Seth chẳng hạn, thì KDA của anh ta lại tương đối là tệ. Tức là anh ta phải nằm xuống tương đối là nhiều lần. Tuy nhiên thì mặc dù là trong những trận thi đấu mà Akeno anh ta phải nằm xuống nhiều lần như vậy, SBTC có tỷ lệ thắng ở trong những trận thi đấu đó vẫn là khá tốt. Đó là điều đặc biệt. Và Akeno ở trong ván thi đấu này, anh ta sẽ sử dụng một chất tướng có khả năng mở giao tranh rất mạnh mẽ, đó là Alista. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là Akeno liệu rằng với cái thống kê đó của tôi, Akeno có thể phá được cái dớp với những quân bài mở giao tranh này của mình hay không. Nói về những chất tướng mở thì lại phải nói đến cái đối thủ mà đã từng làm cho Akeno phải đổ lệ ở trong trận thi đấu chung kết vừa rồi. Đó là chàng hỗ trợ mới của Tifat MT. Thì trận thi đấu mà ván đấu đầu tiên khi MT sử dụng sẹt, đó cũng là một ván đấu mà anh ta cho rằng anh ta tép tướng ở trong trận thi đấu đó. Ở ván đấu mà FPTC không nghĩ rằng Team Flash sẽ sử dụng sẹt nên đã hở ra để lựa chọn ở bên phần sân màu đỏ. Nhưng ngay lập tức bị chọn bởi MT, và MT mặc dù trong một trận thi đấu mà MT không sử dụng quá nhiều sẹt cũng như được cho là tép tướng, nhưng anh ta vẫn có thể thi đấu một cách mở giao tranh một cách rất bất ngờ và khiến chính FPTC phải bất ngờ trong màn thể hiện đó. Thì đó, chúng ta sẽ nói về những cái chất tướng theo dạng hỗ trợ, theo dạng mở giao tranh mà cả hai người chơi ở trong đội hình sử dụng, đó là Akeno cũng như là MT. Thì ngay thi đấu hôm nay, ngay cả ở trận thi đấu đầu tiên, Akeno đã mang vào cho mình đó là Alista để đi kèo phối hợp với Morgana của Kiro ở khu vực đường rồng dành cho đội tuyển FPTC. Và đây là kèo thi đấu khu vực trên, đó là Junero cùng với T3. Thực ra tôi hơi lo ngại một chút về mặt phong độ của Junero, có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng đó chỉ là lo ngại của cá nhân tôi mà thôi. Còn khi đã góp mặt vào trong WCS 2022, khi đã thi đấu rồi thì không có bất kỳ một sự vị nể tình riêng nào cả. Junero sẽ đánh hết sức của mình, và đó sẽ là một kèo thi đấu song phẳng giữa Junero cùng với hậu bối mình khu vực trên, đó là T3. Và đây là những pha va chạm đầu tiên ở khu vực giữa khi mà cả hai người chơi đi đường đã farm xong phần rừng ở một nửa bản đồ của mình và lộ sai khu vực giữa, xem đối thủ như thế nào và họ quyết định sẽ triển khai những bước thi đấu tiếp theo. Đánh giá về mặt đội hình thì tôi cũng đang cảm thấy bên phía Royal Palace Sport họ có những cái lượt lựa chọn là rất hợp lý ở trong ngày thi đấu hôm nay, đặc biệt trước một đối đánh thủ được đánh giá cao hơn, đó là FPTC ở phía bên kia. Khu vực đường dưới đang có biến. Khi mà người chơi hỗ trợ của Royal đi di chuyển lên khu vực đường trên của bản đồ hỗ trợ kiểm soát con cua thì ngay lập tức có 3 thành viên kèm cặp vào vị trí của Otis. Otis kịp thời biến về ở trong tình huống vừa rồi và không gặp quá nhiều nguy hiểm. Rất may mắn là Otis là một con xích với sải tay dài, anh ta vẫn có thể
giải quyết được đợt lính và anh ta vẫn an toàn ở trong thềm trụ của mình. Tuy nhiên đó là pha mà Glorydy anh ta mất tương đối là nhiều thời gian ở gần khu vực đường giữa. Anh ta tí nữa thì không về kịp để có thể backup cho Otis, và tí nữa là Otis sẽ bị băng trụ bởi ba thành viên của bên phía SBTC. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ một màn hạ gục nào được xảy ra cả. Chaos cầm Fiora đi rừng ở thời điểm đầu của phải thi đấu, anh ta sẽ rất mạnh. Trong khi đó thì D-Queen anh ta cầm một con Ragas đi rừng. Ragas đã được bước sức mạnh khoang đảo của vực đường trên, đang có đánh nhau. T3 mất đi tóc biển, T3 bị thùng rượu nổ, và có cả thần cá sấu đến từ Unero. T3 làm màn hạ gục đầu tiên, và màn hạ gục này nằm trong tay của ngài Unero. Vừa rồi T3 đã có một tình huống xử lý lỗi về mặt kỹ năng khi mà anh đã sử dụng chiêu cuối mà chưa kích hoạt được đủ những điểm nội tại. Sử dụng chiêu cuối vừa rồi, những điểm nội tại vẫn còn sót lại trên người của Unero, khiến Unero không phải nằm. Và Unero cũng đã nhả chiêu và lui về một khoảng cách rất hợp lý để chờ người đồng đội của mình đến câu rất đủ thời gian. D-Queen đến kịp thời và có những tình huống xử lý là rất tốt với lăn bụng của mình, với thùng rượu nổ hất văng được T3. Và điểm chiến công đầu thuộc về cho bên phía của Royal Palace một cách rất gọn gàng. Và có lẽ T3 cũng đang cần phải bình tĩnh hơn trong những tình huống tích nội tại và sử dụng chiêu cuối của mình để tối đa hóa lượng sát thương mà Darius có thể gây ra. Kèo này chắc chắn là kèo khô máu rồi, không có bất kỳ một yếu tố tình cảm nào ở đây cả. Điểm hạ gục đầu tiên thuộc về cho ngài Unero. Tại điểm hiện tại thì khu vực đường trên của RE đang là khu vực xanh xao nhất ở trên bản đồ. Khu vực nửa dưới của bản đồ thì sao? Thì Kiran cùng với Akeno, đúng như dự đoán của bàn phân tích ở trước khi trận thi đấu này được diễn ra, thì Kiran và Akeno đang là bên chiếm được lợi thế so với cặp đôi đi đường rồng của RE. Đồng ý, và đây cũng sẽ là khoảng thời gian mà những mục tiêu lớn chúng ta xuất hiện. Trước mắt thì giai đoạn khởi đầu của trận thi đấu bên phía RE cũng đã thi đấu một cách rất an toàn ở nửa dưới của bản đồ. Cái khu vực đường mà chúng ta đánh giá là sẽ bị thua thiệt về mặt kỹ năng so với cặp đôi của FNC. Và cũng làm rất tốt ở cái cánh mà họ được đánh giá là mạnh nhất trong đội hình, đó là khu vực cửa trên của bản đồ, khi mà D-Queen đã có một tình huống phối hợp rất tốt với Unero để mang về màn hạ gục chiến công đầu. Và đây sẽ là khoảng thời gian mà bên phía của Chaos sẽ là người solo con sứ giả, và những người đồng đội còn lại của anh ta sẽ giúp cho quấy phá khu vực hàng rồng, câu kéo thêm thời gian để họ có thể kiểm soát được hai mục tiêu lớn. Trước mắt là mất tốc biến đến từ bên phía của Otis, con rồng vẫn ăn một cách rất nhanh. D-Queen là người bị găm chiêu cuối, có thảm lửa căng ngang đến từ vị trí của Saito. Con rồng giữ được thành công đến từ bên phía của D-Queen. Cuối cùng thì D-Queen cũng đã phải nằm. Akeno vẫn đang chống chịu là khá lâu trong giờ tranh chiêu cuối đến từ vị trí của Kiro, không giữ chân được bất kỳ ai. Otis đang đứng hơi sâu trong đội hình của đối phương. Zulai đang cố gắng hạ gục vào vị trí của đó là Akeno đang cố gắng thoát lui đi, và Otis ở đây bị tấn công và đang bị bắn. Đó là Saito hỗ trợ cho Otis sống sót với một chỉ một chấm máu và cũng đã gỡ lại hai điểm hạ gục. Và đây sẽ là những tình huống tiếp theo đến từ Zulai khi truy đuổi, và một hạ gục đang rất thấp máu, đó là vị trí của Otis. Otis quyết định là tự để cho trụ hạ gục mình và không bị bên nào giữ được mạng hạ gục. Ở đây Saito đang cố gắng bắn lùi và thoát về phần trụ, Chaos cũng không thể có được mạng hạ gục. Quyết định chính xác đến từ Otis, bởi vì lúc đó thì anh ta không còn đường lùi nữa rồi, lượng máu của anh ta xuống quá thấp và anh ta bị bọc đầu. Chỉ có một cách duy nhất là anh ta tự sát mà thôi. Ta cùng xem lại pha giao tranh ở hang con rồng này, chỉ với 3 người thôi, SBTC lấy 3 người đánh 4 người của bên phía đội hình của Team RE. Tuy nhiên họ vẫn gây ra được rất nhiều áp lực. Kỹ năng tay của Kiran cùng với Zulai vẫn là điều gì đó mà chúng ta luôn luôn phải nhìn nhận và phải đề cập đến. May mắn cho RE ở trong pha thi đấu vừa rồi, mặc dù là gặp rất nhiều áp lực ở hang rồng, tuy nhiên D-Queen vẫn xuất sắc giữ lại được con rồng gió dành cho RE ở trong ván thi đấu này. Đồng ý, bên phía của RE họ có được con rồng gió, và đặc biệt đó là một pha giao tranh mà Saito cũng được bắn từ đầu đến cuối, mặc dù góc bắn cũng là hơi khó khăn. Nhưng Saito cũng đã có một tình huống thảm lửa để giữ an toàn cho D-Queen cũng như là tạo đủ tiền đề cho đội hình của mình giữ được con rồng gió trong tình huống vừa rồi. Và Glorydy là người đang được cắt cử để ngăn cản những tình huống băng trụ khu vực nửa dưới, khi phần rừng ở khu vực nửa dưới bản đồ đang bị kiểm soát hoàn toàn, và cái trụ đường giữa cũng bị lấy một cách khá sớm. Trụ đường giữa bị lấy khá sớm như thế này thì Otis sẽ cực kỳ khó farm, và thậm chí là kể cả Saito nữa. Hai sát thương chủ lực bên phía RE là hai sát thương chủ lực máu rất mỏng, và chắc chắn là kể từ thời điểm này họ sẽ phải cực kỳ thận trọng trong những pha dâng cao của mình, nhất là trong đội hình của SBTC đang có Zulai, một con tét rất mạnh mẽ. Akeno đang làm nhiệm vụ khống chế hai người bên phía RE ở đây. Saito cùng với Otis đánh vào người của Akeno nhưng không thấy mất máu. Khiên đen cũng đã được sử dụng bởi Kiran, rất cứng cáp. Ngay khi có được cái trụ đầu tiên của vực đường giữa của đối phương thì SBTC tràn thẳng vào phần rừng của đối phương, gây áp lực với đông thành viên hơn. Và một mình Akeno đã roll 3 thành viên bên phía đối phương để tạo đủ khoảng trống cho Zulai và những thành viên còn lại lấy nốt cái trụ khu vực đường rồng. Nhưng đổi ngược lại thì Unero cũng đã gỡ lại được một trụ ở khu vực nửa trên. Tỷ lệ về trụ thì bên phía Royal Palace vẫn là thua, lượng tiền cũng là thua thiệt hơn so với bên phía của đối phương. Con rồng gió ở khoảng thời gian này mặc dù là kiểm soát được, nhưng có lẽ nó vẫn đang chưa thực sự đủ phát huy để họ có thể được gọi là có lợi thế so với bên phía của FPTC. Và đây sẽ vẫn sẽ là khoảng thời gian mà SG sẽ áp đặt thế trận lên đội hình của đối phương,
và thế trận được đổi điểm nóng lên khu vực đường trên. Junero sẽ phải cân 4 trong tình huống này. Bật thần cá sấu chưa gọi được hết lính, có Grady hỗ trợ từ tuyến sau và Junero vẫn sống sót sau một đợt combo đến từ vị trí của Julai. Akeno là người bị sót lại cuối cùng, đang cố gắng thoát lui đi. Akeno bị hạ gục, Junero cũng phải nằm theo 1-1 ở khu vực đường trên. Có tốc biến đến từ Kiro ở khu vực đang tấn công ở vị trí của Otis. Otis bị hạ gục T3 phòng ngự ở khu vực đứng dưới với hai thành viên đối phương. Junero vẫn đang là thành viên xanh xao nhất ở trong đội hình của RE, thậm chí là anh ta đang nhiều tiền hơn tất cả các thành viên của SPTC. Tuy nhiên thì lượng tiền dồn lên người của Junero là con dao hai lưỡi trong đội hình của RE. Một khi Junero phải nằm xuống thì đó sẽ là toàn bộ đội hình của RE thất trận so với bên phía của SPTC. Và đặc biệt là mạng hạ gục vừa rồi, mạng hạ gục vào vị trí của Junero lại nằm trong tay của Julai, một người đang rất xanh xao, cũng rất xanh xao ở trong đội hình của SPTC. Ở thời điểm hiện tại, KDA của anh ta là 3-0. Và với một con set 3-0 như thế này, lượng tiền của anh ta là 7.000, thì chắc chắn là Otis và Saito sẽ rất khó lớn ở trong vài thi đấu này. Chính xác, chỉ cần ở khoảng thời gian này với một con set 3-0 thì mỗi khi trước thềm giao thanh diễn ra, Julai không có xuất hiện ở trên bản đồ, không lộ tầm nhìn của mình, thì chắc chắn là Saito cũng như là Otis cũng không thể có một góc đứng là quá thoải mái để có thể gây sát thương. Mới chỉ có một cái đồng hồ cát ở trên người đến từ vị trí của Cocky trong tay của Saito mà thôi. Và mục tiêu được ám sát ở khoảng thời gian này rất dễ dàng cho Julai lựa chọn, đó là vào vị trí của Otis. Rồi, một tình huống mở combo đến từ Akeno hất được hai người, ép cho thảm lửa của đó là Saito phải sử dụng. Saito bị hạ gục và Grady cố gắng phòng ngự từ tuyến sau. Junero đến hơi muộn, bật thần cá sấu lên bị găm gió từ thần. Rampage dành cho Julai, 4-0 về mạng hạ gục. Một mình Kiro rồn 3 người ra. D-Queen đang cố gắng tranh cướp con rồng nửa với đối phương, bị đẩy văng đi đến từ vị trí của Akeno. Và thùng rượu đổ đáp xuống, lắp thùng rượu xuống, không cướp được. D-Queen bị hạ gục. Bên phía RE mất 3 người sau ba ra xanh vừa rồi. Và tiếp tục là Kiro với chiêu cuối, tạo tiền đề để cho Julai băng vào. Julai có mạng hạ gục thứ 5. Và Grady sẽ làm mạng hụt có thể là quyết sạch. Julai vẫn đang chờ một thời cơ. Kiro bọc đầu, sử dụng cái chiêu thức của mình ra để giữ chân đối phương. Và cuối cùng Saito xuất hiện. Bên phía của RM mất 4 người trong pha giao tranh vừa rồi, đặc biệt là con Zed rất xanh trong tay của Julai. Và đó là pha giao tranh mà Saito ta sử dụng cái tục hàng của mình tương đối là hơi cuốn. Anh ta sử dụng gói hàng của mình lao thẳng vào đội hình của SPTC, và anh ta trở thành một con mồi vô cùng ngon dành cho đội hình của SPTC tàn sát. Và sau đó là giao tranh thắng lợi dành cho SPTC, họ có được con rồng lửa. Và ở thời điểm này, lượng tiền giãn cách là con số 6.000 tiền nghiêng về cho bên phía của SPTC sau pha giao tranh thắng lợi vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy là Akeno đã thi đấu hay đến mức nào trong pha này. Nó tham minh chuẩn chỉ và lao vào hàng rồng này của D-Queen, cũng như D-Queen phải mất thêm một nhịp nữa mới có thể tiếp cận được con rồng. Như khi anh ta tiếp cận rồng thì anh ta cũng không thể cướp được mục tiêu đó. Mục tiêu thu về cho anh bên phía của SPTC và D-Queen mất mạng của mình. Chính xác hơn đó là tình huống mà T3 kéo D-Queen vào, Akeno đẩy D-Queen ra, sau đó D-Queen phải sử dụng lăn bụng quay ngược trở lại hàng rồng một lần nữa. Nhưng việc quay ngược trở lại đó cũng là một tình huống khá cố chấp thôi, khi mà cái tiền đề để cướp được trong tình huống đó cũng không phải là quá nhiều. Mà khi xuống thì vừa mất rồng và vừa mất thêm mạng hạ gục. Akeno đang là người bị dồn sát thương ở khu vực đường giữa, chiêu cuối bây giờ mới được sử dụng và vẫn cứ chúng chịu đủ lượng sát thương và thoát về chờ tình huống đến từ vị trí của Julai. Julai ám sát thành công vào vị trí của Otis. Otis chưa có đồng hồ rung động, chắc chắn là phải nằm. Grady là mạng hạ gục thứ 2 và D-Queen là mạng hạ gục thứ 3. Bên phía của FPC đang quá dễ dàng để có thể có được chiến thắng trong ván đấu này, khi mà lượng tiền chênh lệch cũng như sát thương trong tay của con Z trong tay của Julai đang là quá sạch sao. Và Julai đang làm nhiệm vụ đẩy lẻ một cánh, bây giờ thì không có ai có thể solo với Julai nữa rồi. Đội hình của RE bây giờ những gì họ có thể làm được chỉ là tập trung phòng thủ với trụ của mình giữa này mà thôi. Thậm chí là Saito mất đi đồng hồ cát của mình, sau đó anh ta dùng thảm lửa lướt về, né được cú xoay rìu đến từ vị trí của T3. Tạm thời thì RE phòng thủ được cái trụ siêu cấp của vực được giữa, những cái trụ này sớm muộn sẽ mất đi khi mà nó chỉ còn nửa máu. Và thậm chí cho đến thời điểm này chưa phải là phút thứ 12, con Baron vẫn chưa có. Và có lẽ nếu như SPTC ăn được con Baron thì đó sẽ là ít nhất hai đường siêu cấp dành cho họ. Lượng tiền đã gần chạm ngưỡng 10.000 ở thời điểm phút thứ 11. Và toàn bộ dàn trụ ngoài đến từ bên phía ở Royal Palais Esports chỉ còn lại duy nhất một cái trụ thứ hai khu vực đường rồng mà thôi. Thế trận sẽ liên tiếp bị áp đặt đến từ bên phía của FPTC. Ở khoảng thời gian này thì có lẽ bên phía của Royal Palais tiếp tục sẽ phải nhường rất nhiều phần sân cho đội hình của bên phía đối phương, tận dụng khả năng dọn lính đến từ Zik và Corki. Và sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu như họ không có bất kỳ một biện pháp nào để giãn cách nhịp độ trận đấu cũng như làm chậm lại cái nhịp độ này mà liên tiếp bị bắt bởi đội hình bên phía đối phương, sẽ liên tiếp là những giao tranh chiến thắng ở khoảng thời gian này thôi. Và đây là Junero bị dồn combo đến từ bên phía của Julai. Đây là tình huống mà 5 đuổi 2, Junero out giao tranh, Saito lướt lên bắn vào vị trí của Akeno. Akeno bật chiêu cuối chống chịu lượng sát thương, Chaos đến bọc tuyến sau đó là rất nhiều thành viên của SPTC siêu bom địa ngục.
cũng chỉ hai người mà thôi, lượng sát thương không phải là quá đủ đấy. T3 lướt lên với đai lưng giữ chân được Otis, một tình huống bổ và T3 có mạng hạ gục quá bóng tối chính xác. T3 có mạng hạ gục thứ ba và cú bổ thứ ba sẽ là triple kill dành cho T3. Đội hình của RE bị quét sạch hoàn toàn sau pha giao tranh này. 17 giây nữa thì Saito mới có thể hồi sinh, và khoảng thời gian này có lẽ là đủ để cho SBTC có thể chấm dứt luôn bản thi đấu đầu tiên này. Đây là một đợt lính không có ô tô, tuy nhiên thì sức đẩy đến từ đội của SBTC là rất lớn. Nhưng quyết định của SBTC là họ sẽ lùi lại một nhịp khi mà lượng máu các thành viên của họ là chưa quá đủ đầy nữa, không quá mạo hiểm ở trong pha thi đấu này. Nếu như chỉ mất 1-2 thành viên trong tình huống đẩy cố nữa thôi thì họ sẽ mất cái quyền kiểm soát ở những mục tiêu lớn tiếp theo. Nhưng quan trọng là chúng ta vẫn đang nói về đội hình của Royal Ballet Esports, mặc dù đang ở một cái thế thua rất là nhiều đội hình của đối phương, nhưng họ lại không đánh một cách chậm hơn, giữ nhịp độ trận đấu hơn mà liên tiếp tham gia giao tranh với đội hình bên phía FPTC. Và mục tiêu được lựa chọn lại là Akeno, người chơi có khả năng chống chịu là cực kỳ tốt và được hưởng lợi rất nhiều với một đội hình đang rất xanh, thì việc dồn sát thương đến từ bên phía Royal Ballet Esports vào vị trí Akeno ở khoảng thời gian này dường như là bất khả thi. Và chúng ta sẽ cùng đến với tình huống tranh cướp con rồng thứ 3 của trận thi đấu này, đó là một con rồng đất. Nhưng bên phía của VSPDC muốn đánh trước và không muốn tranh cướp, nhưng Zulai bị hạ gục sớm ở trong pha giao tranh này. Khi Zulai nằm, anh ta đã giúp cho những người đồng đội của mình gỡ thêm hai mạng hạ gục, đó là Saito, đó là Goraidi. Otis cũng là giao tranh với lượng máu là rất thấp, đi Queen thì còn đủ đầy nhưng không còn khả năng giao tranh ở đây nữa. Junero đi lạc ở trong một góc nào đó và bị bắt lại bởi khóa bóng tối, và Legendary dành cho T3. Đội hình FDC vẫn đang là rất xanh. Queen và Otis còn sống, tuy nhiên thì với chỉ hai người sẽ rất khó để ngăn cản SBTC ăn đi con Baron này. Và thậm chí là RE họ không muốn can thiệp vào hang con Baron này, họ muốn đổi lại bằng con rồng. Nhưng tốc độ ăn Baron của SBTC là rất nhanh, họ hoàn toàn có thể ăn xong Baron sau đó tiến đến con rồng và ép giao tranh một lần nữa với Queen đang ăn rồng. Ở thời điểm này, lượng tầm nhìn của SBTC xung quanh hang rồng đang được đảm bảo bởi Akeno. Akeno chỉ với một tình huống lộ mặt mà thôi, anh ta đã ép cho Queen phải rời khỏi hang rồng. Và đây là T3 đến từ một phía khác nữa, đi Queen bắt buộc phải lùi. Con rồng đất này chắc chắn sẽ thuộc về cho bên phía của SBTC thôi. Chaos đang đến từ phía sau, Otis đang nỗ lực làm điều gì đó, anh ta bị kéo lại bởi T3 vào trong hang rồng. Anh ta mất đi đồng hồ cát, anh ta tốc biến sang bên kia bờ tường để thoát. Thì bên phía bên này thì đi Queen lăn bụng trúng rất nhiều người của SBTC. Nhưng Chaos đang tiếp cận vào đội hình của SBTC và đang bắt đầu chém. Rồng đã được giữ dành cho SBTC. Còn Chaos bên này mặc dù anh ta khá đơn độc nhưng anh ta chém rất đau. Đây là trả đòn đến từ RE. Khi mà Chaos Santa có một pha thi đấu quá tự tin, T3 đến nhưng cũng đang bị dồn sát thương bằng địa chấn ngất tung. Và đó là mà hạ gục dành cho Otis, đang có những tình huống là hơi quan game đến từ bên phía của SBTC. Tuy nhiên thì ở thời điểm này lượng tiền giãn cách là 12.000 tiền và SBTC vẫn đang nắm 96.9% cơ hội thắng ở trong bài thi đấu này. Junero bị dồn combo bởi Zulai, Junero mất đồng hồ cát, sau đó quay ngược trở lại làm choáng được Zulai. Đi Queen ở phía sau đến, nhưng đây là bốn con xe. Hai người của RE sẽ phải giải quyết bốn con xe này trước khi truy đuổi vào Zulai. Vừa rồi là một tình huống mà nếu như Zulai tiếp tục đẩy ở khu vực đường trên thì có lẽ sẽ có thêm một cái đường lính siêu cấp nữa dành cho bên phía của FBC. Nhưng Zulai lại quyết định quay ngược trở lại với những người đồng đội của mình và có lẽ muốn vét thêm một vài những mạng hạ gục đang rất thấp máu phía bên kia. Và xích chút nữa Zulai đã phải bỏ lại mạng khi mà Queen cũng có những tình huống đánh với theo rất khó chịu. Suy cho cùng thì bên phía FBC họ có được hai con rồng cũng là cực mạnh, đó là dùng lửa và dùng đất. Bên cạnh đó họ tận dụng được cái họ có được con Baron và có được một pha giao tranh tiếp tục là chiến thắng với đội hình đối phương, mặc dù mất đi một vài những mạng hạ gục sắt đao rất đáng tiếc. Tuy nhiên thì ở thời điểm này thì đội hình của SBTC vẫn đang là cực mạnh so với RE. Và bây giờ họ đang tiếp tục đẩy như đợt lính với bùa lời bàn tay Baron này vào các khu vực đường còn lại chưa bị hủy diệt của đối thủ. Và đây là Zulai đã tiếp tục dùng combo vào người của Junero. Junero bật thần cả sấu nhưng Zulai múa rất dẻo. Những pha giật bóng liên tục đến từ Zulai gây rất nhiều khó khăn cho Junero. Và chắc chắn với pha solo này thì Junero sẽ không thể về nhà để có thể có mặt phòng thủ với những người đồng đội của mình được. Trong khi đó thì những người chơi khác của SBTC đang đẩy các đợt lính vào các khu vực đường của đẩy đường trên. Đây, Kiran anh ta bị bắt lại, anh ta đã phải mất đi đồng hồ cát. Đã sử dụng luôn băng địa chấn ở Grodidi. Nhưng Queen mới là người nằm lại trước. Kiran vẫn chưa phải nằm. Bây giờ T3 đến, Akeno đến, giặc chẳng quá lực lượng dành cho Kiran. Và T3 đang càng hất đội hình của RE. Otis là nạn nhân tiếp theo ở trong pha thi đấu này. Pha bóng tối rất là không chính xác vì ông play bị cái đồng hồ cát. Nhưng sau đó thì Otis cũng đã phải nằm xuống. Sát thương đến từ đội hình của SBTC là quá lớn rồi. Và họ đã lấy được hai đường siêu cấp của đối phương. Và bây giờ là 3 sân bay đã có dành cho SBTC. Wow. Tiếp tục lao vào dùng combo đến từ Zulai. Và toàn bộ đội hình của RE đã bị hủy diệt. Chiến thắng ở trong bản thi đấu đầu tiên này chắc chắn thuộc về cho bên phía của SBTC. Chiến thắng rất dễ dàng cho SBTC. Họ liên tiếp ép giao tranh với đối phương và có rất nhiều những pha giao tranh chiến thắng ở những
phút thi đấu sớm của ngày thi đấu hôm nay. Và trong một cái tình huống cũng khá thú vị vừa rồi, khi mà trận đấu của chúng ta đến với pha giao tranh cuối cùng thì đã có một màn đọ tay đôi giữa Zulai và Junero ở khu vực đường rồng. Và mặc dù có thể hạ gục được Junero một cách rất nhanh chóng, nhưng Zulai đã giữ lại một nhịp khá lâu, khoảng tầm 10 giây để Junero hồi phục lại lượng máu khoảng nửa cây của mình, sau đó mới hạ gục đối phương một cách rất khó chịu và khiêu khích. Một trong những lời khẳng định của Zulai là outing hoàn toàn với Junero phía bên kia. Junero không thể về nhà được và cũng không bị hạ gục một cách quá nhanh chóng mà bị đối phương nhả nhớt ở trong tình huống cuối cùng vừa rồi. Rất khó chịu. Và đây là thông số cuối trận đấu, một thông số hủy diệt dành cho bên phía của FPTC. Hủy diệt. Tất cả các thành viên của bên phía FPTC đều có KDA là không âm. Trong khi đó thì bên phía RE, tất cả các thành viên của họ đều có KDA âm, kể cả người xanh xao nhất ở giai đoạn đầu của ván thi đấu này trong đội hình của RE, đó là Junero của đường trên, thì KDA của anh ta cho đến cuối ván thi đấu này cũng là 2 năm mà thôi. Lượng sát thương gây ra đến từ đội hình của RE là không cao. Ở trong ván thi đấu này, Saito chỉ gây được 13.000 sát thương. Otis cũng vậy, mặc dù Otis anh ta cầm cho mình chất tướng là chất tướng xích. Lượng sát thương cao nhất ở trong ván thi đấu này thuộc về cho Zulai của SBTC, một con Z91, con Z quá xanh xao ngay từ giai đoạn đầu của ván thi đấu. Và rõ ràng là việc mà RE họ để lộ ra hai sát thương chủ lực máu mỏng quá sớm ở trong ván thi đấu này là một bất lợi hoàn toàn dành cho họ. Sau đó thì Zulai chọn con Z này thì trận đấu coi như là gần như là chấm dứt dành cho bên phía của RE. Cách lựa chọn đội hình cũng là một trong những vấn đề khá lớn của RE trong trận thi đấu này. Những lượt cấm đầu tiên của họ lại vào rất nhiều chất tướng đấu sĩ khả năng chống chịu chứ không phải về mặt sát thủ, nhưng họ lại lộ quá sớm ra những vị tướng sát thương theo dạng chủ lực và dễ bị bắt vào bởi những chất tướng sát thủ, thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn để cho Zulai có thể lựa chọn để counter vào hai chất tướng chủ lực của bên phía RE trong trận thi đấu này. Akeno có kèo cầm tiếp khung bài Alista hay không? Tôi rất thích xem Akeno cầm những khung bài mở giao tranh như thế này để có thể xóa tan những nghi ngờ của tôi trước đó dành cho Akeno. Cấm và chọn ở trong ván thi đấu thứ hai đã được bắt đầu, và ván thi đấu này thì RE sẽ nằm bên phía team đỏ, trong khi đó thì SBTC nằm bên phía team xanh. Rồi, và tiếp tục là Olaf sẽ bị cấm đi ở trong ngày thi đấu hôm nay đến từ bên phía của SBTC, mặc dù lần này họ cũng ở bên phần sân màu xanh, có thể lựa chọn trước được con bài này nếu như đánh giá cao, nhưng họ vẫn quyết định là cấm đi. Đấy cũng là một con bài mà có thể khắc chế đội hình nhiều hiệu ứng khống chế cũng như đội hình kiểu mở giao tranh là rất khó chịu. Và nếu như mất đi Olaf rồi, bên phía SBTC vẫn có được cho mình lựa chọn nữa, đó là vị trí của Morgana, thì đây vẫn là một trong những lựa chọn rất có lời về mặt cấm chọn dành cho bên phía của SBTC. Hoặc thậm chí là họ có thể chọn trước Fiora. Nếu như đội hình của RE không quyết định là cấm gì con bài này ở trong hai sự lựa chọn cấm cuối cùng của họ, Camille là sự lựa chọn cấm đầu tiên bên phía RE, cấm đi Camille. Không biết trong đội hình của SBTC, Chaos cùng với T3 ai là người sử dụng Camille hay hơn. T3 thì tôi ít thấy anh ta chơi Camille, và như chúng tôi đã chia sẻ trước khi trận thi đấu này bắt đầu, thì T3 sau khi mà tham gia vào đội hình của SBTC và thi đấu qua quá nhiều trận đấu rồi, thì T3 đang dần chuyển dịch cái bể tướng của mình sang những chất tướng tăng ở vị trí đường trên để có thể hỗ trợ những người đồng đội của mình nhiều hơn, cụ thể là Garen, cụ thể là Darius. Và Camille ở trong meta này của chúng ta thì phần nhiều cũng là Camille đi rừng, chứ chúng ta ít thấy Camille xuất hiện khu vực đường trên nữa, thì có thể là bể tướng của Chaos cũng đã được nghiên cứu bởi RE với việc là họ cấm đi con Camille này. Yumi được hở ra. Và đấu trước chúng ta có thể nhìn thấy FPTC khi ở bên phần sân màu đỏ thì họ ngay lập tức cấm Yumi. Wow. Bên phần sân màu xanh đối phương của họ lại không cấm đi. Và ngay lập tức là first pick dành cho FPTC. Chúng ta có thể thấy rằng ở phiên bản 3.0B này thì FPTC họ coi trọng con bài Yumi này như thế nào. Nhưng liệu có phải là một Yumi đường trên trong tay của T3 hay không? Hay nó vẫn sẽ thuộc về bên phía của Akeno? Yumi đường trên là một sự lựa chọn khá thú vị ở trong thời điểm này. Các khu vực khác cũng đã sử dụng. Đó là Philippines, đó là Hàn Quốc, và không có lý do gì mà Việt Nam chúng ta không sử dụng Yumi đường trên cả. Tuy nhiên thì cái đội hình mà có Yumi của mình đường trên phải là một đội hình mà bạn sở hữu một người chơi đi rừng có thiên hướng carry cực mạnh. Và Chaos, nếu như SBTC quyết định sử dụng Yumi của mình đường trên này thì anh ta sẽ phải có được một chất tướng carry mạnh là thứ nhất, và thứ hai là anh ta sẽ phải đánh rất mạnh kể từ cả giai đoạn đầu ván thi đấu này, và thêm cả Zulai nữa. Zulai là người chơi đường giữa và anh ta cũng sẽ phải hỗ trợ rất nhiều dành cho Chaos thì mới có thể vận hành được tốt bài đánh Yumi khu vực đường trên này. Rồi, và đội hình của bên phía RE sau khi thả Yumi cho đối phương thì họ cũng đang đưa ra hai lượt lựa chọn ở thời điểm này, đó là Galio cũng như là Morgana. Rất nhiều dấu hỏi. Đây thực sự là một trận thi đấu rồi chúng ta có Yumi Garen, một cặp đôi vẫn đang được cộng đồng rất ưa chuộng từ ngày Yumi xuất hiện.
và nó cũng đã có xuất hiện ở trong đội hình bên phía của FPTC. Đây cũng là một trong những dấu hỏi lớn, tại vì tôi đang không nghĩ rằng bên phía RS sẽ tiếp tục nhả Karen cho đối phương để họ sẽ có được những sự kết hợp một cách rất khó chịu. Nhưng họ lại thả thật và họ đã có được Karen dành cho bên phía của FPTC, tiếp tục là một trong những lựa chọn mà đáng được mong chờ nữa trong ngày thi đấu hôm nay. Karen hoàn toàn có thể đi đường trên nằm trong tay của T3, hoặc là Karen đi hỗ trợ nằm trong tay của Akeno thì cũng là tốt. Và quốc bài thứ ba mà SBTC họ lựa chọn đó là Kha'Zix đi rừng dành cho Chaos. Kha'Zix không phải là quân bài có sát thương DPS mạnh, đây là quân bài đánh theo bộ combo và có thiên hướng dồn chết một mục tiêu chỉ trong một nhịp lao vào. Thì với việc lựa chọn quân bài đi rừng như thế này, tôi nghĩ là Yumi sẽ nằm trong tay của Akeno, vị trí hỗ trợ là nhiều để cho Garen nằm trong tay của T3 đường trên. Rồi, và chúng ta tiếp tục đến với những lượt cấm tiếp theo. Hai chất tướng sát thủ, không, thậm chí là ba, những chất tướng theo dạng mà bắt vào hàng sau đội hình của đối phương cực mạnh ấy, Kermiu này, Zayce, rồi Z và Akali đều là những chất tướng bên phía của RS bị cấm đi. Đấy là một trong những lượt cấm mà giúp cho nếu như họ có một sát thương chủ lực trong đội hình ở khoảng thời gian này, Zik vẫn còn, Koki vẫn còn, nếu như được lựa chọn thì cũng sẽ đảm bảo được sự an toàn hơn, không quá khó khăn trong khả năng thi đấu giống như ván đấu trước. Và có lẽ khi hai lượt lựa chọn cuối cùng này thì bên phía của RS sẽ nhắm đến một sát chất tướng sát thương chủ lực, bên cạnh đó là một chất tướng sẽ đảm nhiệm khu vực đường Baron, khi mà đối thủ khu vực đường Baron phần lớn đã lộ diện, đó là Garen phía bên kia rồi. Rất nhiều sát thủ đã bị cấm đi bởi RE, trong khi đó thì SBTC đang chọn cấm đi vào đường trên của Yunero. Con bài đường trên của Yunero vẫn chưa được lộ diện, liệu có là cấm đi luôn cả con Renekton của Yunero hay không? Nếu như cấm đi luôn cả Renekton thì Yunero sẽ tương đối khó đánh trong vài thi đấu này. Camille, Darius và Renekton bị cấm đi, đó là ba con bài tủ của Yunero đường trên. Mất đi ba con bài này thì Yunero sẽ còn lại rất ít lựa chọn có thể đối đầu lại với Garen nằm tay của T3. Cấm đi Koki đến lượt cấm cuối cùng nên với FBC. Ở khoảng thời gian này thì vẫn còn dịch cho bên phía RE có thể lựa chọn được. Bên cạnh đó là Varus, là một chất tướng đảm bảo lượng sát thương mà bên phía của RE có thể nghĩ đến. Trước mắt họ lựa chọn một chất tướng có lẽ sẽ đảm nhiệm khu vực đường giữa thôi, với con bài Dana Ven có mặt trong đội hình của bên phía FPTC. Một trận thi đấu rất nhiều những lựa chọn thú vị được FPTC mang đến. À, như vậy có lẽ là Kyono sẽ cầm Yumi để hỗ trợ cho Ven nằm trong tay Kira nữa trong vài thi đấu này rồi. Và Tritamir là sự lựa chọn cuối cùng nằm trong tay của nằm trong đội hình của SBTC. Sự lựa chọn khá thú vị. Tritamir này là Tritamir đi đường gì nhỉ? Nhiều khả năng là Tritamir đi đường trên để cho Garen đi đường giữa. Kha'Zix thì có lẽ sẽ đóng khung ở khu vực đường rồng rồi. À, đường rừng rồi. Còn Xinzhao, à không, xin lỗi các bạn, đó là Garen đường giữa hay chăng? Rất nhiều dấu hỏi trong đội hình của FPTC sau khi họ có được một ván đấu khá dễ dàng trước đội hình của RE, thì họ ngay ván đấu thứ hai họ mang ra rất nhiều những lựa chọn thú vị, mang nhiều về phần thử nghiệm đội hình. Và đây cũng là một đội hình mà chúng ta thường ít được nhìn thấy ở trong những trận thi đấu chuyên nghiệp. Sẽ chờ thêm ít giây nữa khi họ swap lại những vị tướng với nhau, chúng ta mới thực sự có thể biết rằng là vị trí nào sẽ là vị trí đường trên dành cho bên phía của FPTC. Như là trong ván thi đấu này, với sự xuất hiện của cặp đôi Yumi và Ven, thì chúng ta có thể thấy là sát thương đến từ đội hình của SBTC trong ván thi đấu này chủ yếu phần nhiều sẽ dùng lên đôi vai của Kiran giai đoạn cuối của ván thi đấu. Ở giai đoạn đầu thì Zulai cùng với Chaos sẽ đi cùng nhau. Zulai đang cầm Tritamir đi đường giữa, và đây là một chất tướng cần rất nhiều đồ nha. Và cái kèo Tritamir cùng với Diana ở đường giữa như này, tôi chưa từng bao giờ thấy cái kèo này cả. Tuy nhiên xét về mặt trao đổi chiêu thức thì Zulai hoàn toàn có thể trao đổi chiêu thức sòng phẳng với Saito, mặc dù là Saito cầm Diana, một chất tướng rất mạnh, nhưng Tritamir có cú lướt của mình thì hoàn toàn có thể lên trao đổi chiêu thức bên phía đối phương và sau đó lướt về. Đội hình của bên phía FPTC đang nhắm rất nhiều đến giao tranh dài theo thời gian, với rất nhiều những chất tướng có sát thương DPS là hiệu quả. Ven là một chất tướng kiểu như thế, Tritamir là một trong chất tướng kiểu như thế, Garen cũng là như vậy. Khi đội hình của bạn có một Yumi thì việc lựa chọn một đội hình đánh không phải đội hình mở giao tranh mà một đội hình đánh theo thời gian, tôi nghĩ là một trong những lựa chọn hợp lý và khôn ngoan đến từ bên phía của FPTC. Sẽ có rất nhiều tiền đề để cho Ven được bắn ở trong trận thi đấu này. Họ có những lượt chống chịu và trả lượng ngược sát thương ở giai đoạn trước thềm giao tranh cũng là khá ổn với Garen và Tritamir. Bên cạnh đó, khi đội hình của đối phương đã chống chịu đủ lượng sát thương rồi và đã làm mềm đội hình đối phương với hai chất tướng này rồi thì Ven có thể thoải mái bắn từ tuyến sau. Đội hình đối phương sẽ phải focus khá nhiều vào Ven, lúc đó Kha'Zix sẽ có được một khoảng trống rất lớn để có thể hạ gục đội hình bên phía đối phương. Như đó là câu chuyện mà trong bối cảnh cả Zulai, cả Chaos và T3 đều phải làm tốt ở giai đoạn đầu của thi đấu này đã.
Trong khi đó thì đội hình của RE trong ván thi đấu này là một đội hình dễ hiểu hơn rất nhiều. Sát thương của họ có ở giai đoạn đầu trận, giai đoạn cuối trận thì cũng là rất tốt nữa. Và đây là tình huống va chạm đầu tiên ở khu vực rồng. Akeno cùng Kiran như thường lệ đang có những tình huống trao đổi chiêu thức là có lời hơn rất nhiều so với đối phương. Ngay khi đội hình của đối phương đó là hai chất tướng theo dạng dọn lính, không phải đòn bằng đòn đánh tay mà dọn lính bằng chiêu thức. Và khi mất những chiêu thức có thể dọn lính thì Kiro cũng đã chấp thời cơ rất tốt khi đứng lên trên mặt lính và sử dụng đòn đánh tay của mình vào, khiến cho Otis cũng như là Saun phải lùi về trong trận thi đấu này. Grady là người đã bị thay ra ở sau ván đấu đầu tiên vừa rồi. Nhưng về mặt chất tướng thì chắc chắn là cặp đôi đường rồng bên phía RE sẽ là cặp đôi nhỉnh hơn so với cặp đôi đường rồng của SBTC. Nhưng không hiểu vì một lý do gì mà thế đẩy lĩnh ở thời điểm hiện tại lại đang thuộc về cho Kiran và Akeno cơ. Rõ ràng đây chỉ có thể là sự chênh lệch về kỹ năng tay mà thôi. Kiran cùng với Akeno đang rất tự tin với cặp đôi gọi là gì nhỉ? Người dơi nuôi mèo à? Người dơi nuôi mèo. Ở khu vực đường rồng này. Xạ thủ nuôi mèo, con cao cao nuôi mèo cũng có thể được sử dụng ở trong khoảng thời gian sắp tới khi mà những mục tiêu lớn được lộ diện, đặc biệt là những tình huống kiểm soát con cua đầu tiên của trận thi đấu này. Quan trọng ấy là cái đợt lính đầu tiên của trận thi đấu, cái level 1 đấy, Otis và Saul không làm mọi thứ để cho mình là người có khả năng đẩy lính vượt trội hơn bên phía đối phương, mà dọn lính theo cách khá cầm chừng. Thế nên khi hết chiêu thức rồi thì những đòn đánh tay của Kiro mới là sức sát thương có thể được duy trì ở trong khoảng thời gian đó. Cho nên Kiro đã có tận dụng rất tốt cái chất tướng ở những level đầu tiên, đặc biệt cái cách dọn lính ở level 1 sai đến từ bên phía của RE. Và tận dụng cái khoảng trống đó thì Akeno cũng đã hỗ trợ cho Chaos có những khả năng cướp bóc vào phần rừng bên phía đối phương. Đổi ngược lại, D-Queen cũng đã có được hai bãi quái rừng ở trên khu vực nửa trên của bản đồ để trao đổi lại so với Chaos. Đúng vậy, cả hai người chơi đi rừng đều có được cho mình combo xanh, sau đó ăn luôn con cóc của bên phía đối phương. Nhưng ở thời điểm này thì nếu như nói có bất kỳ một sự đột biến nào đến từ người chơi đi rừng của bên nào thì đó sẽ đến từ SBTC. Chaos là một chất tướng ở thời điểm này đã có thể gây sát thương vào các sát thương chủ lực bên phía đối thủ được rồi. Anh ta đã có level 5. Chaos giờ đang di chuyển lên phía trên bản đồ. Khi đó Chulai cùng người đứng giữa có thể đang gặp nguy hiểm. D-Queen đang di chuyển ra đây. Nhưng nhịp di chuyển này của D-Queen, Chulai có thể dễ dàng né đi. Chulai đang có cấp độ 5, vì vậy anh ta mặc dù lượng máu là rất thấp nhưng không ngại đứng lên rất cao trao đổi chiêu thức với Saito, đối thủ của mình. Và Saito bị ép về trong đợt trao đổi chiêu thức vừa rồi, trước khi dọn xong đợt lính và sắp len lại cho cặp đôi đường rồng, để trước phút thứ tư thì họ cũng sẽ có được một cái tốc độ đẩy lính là vượt trội nhất. Trong đó Kiro thì có lẽ vẫn đang cần đảm bảo khả năng farm của mình hơn, cho nên cũng không di chuyển ra khu vực đường giữa để gặp quá nhiều những sự bất lợi khi đối phương có thể tràn ra khu vực đường giữa và gây khó chịu cho mình. Julai đang di chuyển ra đây, ăn đi cho mình những quả hồi phục ở dọc bờ sông. Có một con mắt đỏ được cấm lại bởi đội hình của RE ở phía trước hang rồng. Nếu như giao tranh lớn ở hang rồng được nổ ra thì ở thời điểm này nhiều khả năng phần thắng sẽ thuộc về cho bên phía của RE thôi. Rồi, và Kiro vẫn kịp thời đón được cái đợt lính này trong đường giới. Thì Julai ngay sau khi có tốc độ ra, anh ta không ngại va chạm với Saito, tích đủ cái lượng nộ của mình, những sát thương thế là chí mạng đến từ con bài Chinamir này cũng sẽ là rất đảm bảo để có thể có những tình huống trao đổi chiêu thức với đối phương. Và đó tiếp tục là một tình huống trao đổi lại nữa dành cho bên phía của Julai. D-Queen đang ăn thêm cả một con cua kỳ cục ở nửa dưới của bản đồ. Rất nhiều tầm nhìn ở nửa dưới của bản đồ dành cho bên phía của RE. Hai con mắt được cắm gần như là cùng một chỗ. Bây giờ thêm cả con mắt cua nữa, coi như là ba mắt. Và đây là con rồng lửa đang thuộc về kiểm soát của RE. SBTC muốn đánh ở trong pha này. Rồi có mũi tên thêm thêm phát hiện được Saun đang đứng rình bụi. Julai xuống rất sớm, nhưng Julai không phải là người có trừng phạt. Và con rồng được giữ thành công đến từ bên phía của D-Queen. Sau đó là chàng mở cũng là rất tốt, siêu dáng thế bây giờ mới được sử dụng. Nó không sẽ được đáp xuống nữa vì đó là double kill dành cho bên phía của T3 rồi. Vền vào thế bắt đầu bắn và kết án thành công, dính Otis vào tường và có thêm mạng hạ gục dành cho Vền. Họ mất con rồng lửa nhưng có được đến 3 mạng hạ gục sau pha giao tranh vừa rồi. Junero đến quá trễ trong pha giao tranh này. Bây giờ thì anh ta mới đến, anh ta bị kiệt sức. Chỉ là anh ta đang bị T3 đánh từ đằng sau. Nhưng với cú chém gió của mình thì anh ta vẫn có thể lấy mạng được Akeno trước đó. Bây giờ thì có lẽ là T3 sẽ dứt điểm Junero hay chăng? Câu trả lời là không, khi mà T3 chưa hồi lại được công lý để mà sạc. Tại sao vừa rồi Akeno lại không quấn quýt vào người của Julai mà lại chủ động đi bộ lướt về trụ và bị hạ gục một cách rất dễ dàng bởi Junero? Junero cũng đã chấp thời cơ rất tốt khi mà thấy Akeno di chuyển một mình là ngay lập tức tước đi mạng hầu con mèo vừa rồi. Và hai mục tiêu lớn ở trên bản đồ đã thuộc về bên phía của RE, mặc dù họ là người có những tình huống giao tranh lỗ thế ở bên phía đối phương,
Nhưng đổi ngược lại, FPC cũng đã rất chấp thời cơ một cách rất tốt khi Kiro là người được hưởng chọn cái trụ đầu tiên ở cung đường rồng vừa rồi. Vayne có một sức tiến tăng gia tăng sức mạnh của mình một cách rất tốt ở ngay những cấp độ đầu tiên khi cô ấy có được nhiều mạng hạ gục, có được một điểm hạ gục và có được nhiều lớp giáp trụ bên phía đội hình của đối phương. Kiran đã có 4.500 tiền, trong khi đó thì lượng tiền nằm trong tay của Otis chỉ là 3.700 tiền mà thôi. Tuy nhiên thì như đã nói ở giai đoạn này của ván thi đấu, nếu như RE họ muốn đánh và thi hoàn toàn họ có thể đánh được so với SVTC, đội hình giao tranh tổng của họ là rất tốt. Pha giao tranh ở hang rồng vừa rồi, lỗi lớn nhất có lẽ thuộc về Junero, anh ta không đến kịp giao tranh, trong khi đó thì T3 lại đến rất kịp thời và đó là pha giao tranh ở phía của SVTC hơn người, nhưng con rồng lửa được giữ lại dành cho RE, tín hiệu tốt. Ba người đã xuất hiện ở khu vực đường trên, có Yubi, có Cao Cao và rất dễ dàng để mang về mạng hạ gục dành cho bên phía của SVTC. Saito cũng đã rất ngây thơ khi bị tấn công ở trong tình huống đó. Một mình Otis phòng ngự khu vực đường trên, đường dưới thả sứ giả đến từ bên phía của D-Queen, T3 dọn lính thành công. Và đường trên vẫn chưa có trụ dành cho bên phía của SVTC, có lẽ họ sẽ cần thêm một đợt tấn công nữa khi lính được tràn vào. D-Queen cùng với Junero đang gõ trụ, có sự hỗ trợ còn sứ giả kia đứt nữa. Tốc độ lấy trụ là cực kỳ nhanh rồi. Và trụ đã có dành cho bên phía của RE, trong khi đó nửa trên bản đồ, ba thành viên của SVTC lấy trụ tương đối lâu. Bây giờ thì họ mới có trụ, trong khi đó còn sứ giả kia đứt đã hút được đến trụ 2 ở khu vực đường rồng rồi. Và Saito quay ngược trở ra, tiếp tục là một tình huống cần hai đến từ bên phía của Saito, nhưng Saito mất tốc biến ngược trở về. Đường dưới là D-Queen tấn công liên tiếp vào vị trí của T3. T3 lết được về vật trụ, bị dính chém gió, T3 bị hạ gục, sức sát thương thuộc về D-Queen. Akeno hơi đơn độc nhưng không còn lính nữa, Akeno tạm thời vẫn còn có thể an toàn trong phần trụ của mình. Trong quá đường trên thì Saito sau một tình huống bị chịu sức ép đến từ Chaos và đó là Zulai, thì Saito vẫn có thể thoát về thành công. Kiran đã có 5.700, anh ta có KDA là 2-0. Bây giờ vấn đề của đội hình RE là làm cách nào để ngăn cản sự thăng tiến và sức mạnh của con Vayne nằm trong tay của Kiran đây. Khi mà Kiran đang lớn quá nhanh, chắc chắn là RE ở giai đoạn này ván thi đấu thì họ sẽ phải ép giao tranh thật mạnh với SBTC. Đó là giải pháp đúng đắn để cho con Vayne nằm trong tay của Kiran không có tình huống lớn được quá nhanh. Còn nếu như họ cứ thi đấu một cách hòa hoãn như thế này, giai đoạn cuối ván thi đấu chắc chắn sẽ được về cho bên phía của SBTC mà thôi. Otis vừa rồi có một tình huống khó như con xe, con xe nó đứng yên. Và bên phía của FPC vẫn đang liên tiếp ở đây một tình huống 3-1. Zulai đang dùng rất nhiều những chiêu thức của mình để thoát đi, đó là cái tăng tốc, đó là cái cú lướt, ở đó giữ chân, chiêu cuối cũng đã được sử dụng rồi. Và cũng còn một ít thời gian nữa Zulai cũng sẽ phải nằm lướt được lần 3, mạng hạ gục tiếp tục thuộc về rắc trong tay của D-Queen. Có quay được rất lâu đó Zulai và anh ta cầu đủ thời gian cho ba người của SCTC lấy trụ của đường giữa và chiêu cuối đã được sử dụng. Và đây là Akeno đang đu vào người của Kiran. Trụ khu vực giữa vẫn chưa có nhưng mà chuyển của SVTC, và khi đó thì ở nửa trên bản đồ D-Queen đang có những tình huống đẩy là hết sức khó chịu. Hai người đồng đội của anh ta đang làm nhiệm vụ phòng thủ ở khu vực giữa, đó là Junero cùng với Soul. Bây giờ thì con rồng thứ hai đã xuất hiện, đây là một cơ hội để cho RE ép giao tranh cho SVTC. Kiran vẫn chưa phải là quá mạnh, Kiran vẫn đang chủ động đứng lên rất cao để bắn vào những người chơi chống trụ bên phía đội hình của đối phương. Con rồng còn 21.900 máu, đội hình của SVTC đang chia lẻ mục tiêu ra. Cuối cùng thì bên đó là Chaos cũng đã giữ được con rồng dành cho đội hình của mình, nhưng xạ thủ Hero đã phải nằm và tiếp tục là thế bổ dành cho D-Queen. D-Queen bị truy đuổi theo, đó là Zulai phía bên đây. T3 bị ba người tấn công, bị gây rất nhiều sát thương. T3 tạm thời sống sót. Phía bên kia là màn song đấu đến từ Otis với D-Queen. D-Queen hơi thua thiệt vì khả năng hồi máu đến từ con Yumi trong tay Akeno là rất khó chịu. Zulai vẫn đang có những cú lướt và truy đuổi theo đội hình yếu máu của bên phía đối phương. Bổ là cất lực vào đội hình đối phương và được hồi máu liên tiếp đến từ Yumi. Seoul tạm thời sống sót và quay ngược trở lại đến từ bên phía của RE. Họ đã hạ gục được một người và thậm chí là hai. Rampage dành cho rắc trong tay của D-Queen. Hai người chơi đi được giữa đã tỏa sáng trong ván thi đấu này. Một pha tràng bờ rất đẹp của Saito trong góc hẹp và sau đó là tình huống càng lướt vô cùng mạnh mẽ đến từ Zulai. Giảm hồi máu đâu? Giảm hồi máu đã có trong đội hình của RE chưa? Chúng ta sẽ cùng xem. Đã có một chiếc ngọc quên lãng được lên trong đội hình của RE đến từ vị trí của Otis Super Morgana này. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh rất hay này. Pha giao tranh này Kiran bị hạ gục quá sớm và như đã nói, Kiran cũng chưa phải là quá mạnh ở thời điểm này và thi đấu. Và đội hình của RE hoàn toàn có cơ sở để hủy diệt SVTC. Nếu không có sự trâu bò cũng như là khả năng co quay đến từ con Tridame nằm trong tay của Zulai này, thêm sự hỗ trợ của Akeno nữa, chúng ta có thể thấy khả năng hồi máu của Zulai ở trong pha này là nhiều đến mức nào. Chính xác hơn đó là một pha thi đấu mà Zulai không còn chiêu cuối, nhưng anh ta đang tự tin rằng mình hôm nay sẽ là một người may mắn. Và anh ta tin rằng những tình huống chí mạng sẽ là đủ để anh ta vét được 3 thành viên bên phía đối phương. Nhưng những may mắn đó nó lại không đến ở một khoảng thời gian mà quá hợp lý, khiến cho liên tiếp những cú bổ của Zulai chỉ khiến đối phương yếu máu mà thôi, nhưng không thể mang về bất kỳ một mạng hạ gục nào.
Và khi đội hình đối phương quay ngược trở lại với thế 5-1 thì Zulai đã phải nằm kéo theo đó Akeno, một mạng hạ gục Banus dành cho bên phía của Roe. Roe sau tình huống thi đấu vừa rồi ít nhất cũng đó là một tình huống gỡ gạc lại thế trận dành cho đội hình của mình khi họ có được con rừng lửa và có được những mạng hạ gục rất quan trọng bên phía đối phương, và đặc biệt họ vẫn đang có một con rắc rất xanh ở trong đội hình. Saul cùng với Otis có mặt ở đây. Như đội hình của SPCC, cự ly đội hình của họ vẫn đang được đảm bảo, các thành viên vẫn đang ở rất gần nhau. T3 đang làm nhiệm vụ đi đầu với chúng ta đây, thì Chaos đang hội quân cùng với T3. Saito đang là người bị kẹt lại, đang bị truy đuổi bởi cả Chaos cùng với Kira nữa, nhưng chưa có ai phải nằm xuống ở trong pha thi đấu này. Trong khi đó thì ngài Junero tận dụng khoảng trống này, anh ta đẩy ở khu vực trên, anh ta đã đẩy đến trụ 2 rồi. SPTC sẽ phải về phòng thủ, nhưng họ đang bị ngăn cản rất quyết liệt bởi đội hình từ phía RE, một khi đủ đàn trúng hai người. SPTC muốn quay trở ngược lại để lấy trụ rất hay nhưng rất khó khăn. Đây là DQ đang tràn lên với những cú quay tay của mình, Son cũng đang đi đầu, thêm cả những tình huống thả bùng đã chết từ phía sau rất khó chịu đến từ Otis. Junero đến, ui, nhưng anh ta lao thẳng vào đội hình bốn người bên phía đối phương quá đơn độc và anh ta bị cầm kiếm ngay lập tức lên bàn điểm số. Nếu đó là một pha mà Junero đánh cùng với những người đồng đội của mình thì có lẽ đó sẽ là một tình huống thi đấu đẹp hơn cho RE rất nhiều. Junero vào giao tranh ở cái khoảng thời gian mà RE đã hết bộ combo của mình và đang ở một thế lui, và ngay ở trong tình huống mà RE đang muốn lui thì Junero lại muốn đánh. Và đó là một trong lý do vì sao mà bên phía của Junero đã đơn độc so với những người đồng đội của mình. Nếu như đó là tình huống mà Junero giao tiếp tốt hơn, có những tình huống đánh một cách tỉnh táo và bình tĩnh hơn, thì hãy chờ ở nhịp kế tiếp hoặc thậm chí là 0.5. Hoặc là nếu mà Junero đã côn đánh thì tôi nghĩ là đội hình của RE nên nhộng lên đánh luôn ở trong pha đó đi. Bởi vì họ vẫn đang hơn người mà. Nhưng thôi, trong pha thi đấu đó thì Junero đã phải bỏ lại màn hạ gục của mình. Và một màn hạ gục nằm trong đội hình của SPTC cũng chưa thể giúp cho họ có thể san lấp lại khoảng cách mặt đường tiền ở trong bản thi đấu này. Khoảng cách mặt đường tiền vẫn đang là khoảng 3.000 tiền nghiêng về phía của RE. Và quan trọng bên trong đội hình của SPTC vẫn đang lớn và lớn dần theo thời gian. Trong khi đó thì Akeno đã bắt đầu quấn quýt ở vị trí của T3 rồi. Đây sẽ là khoảng thời gian mà T3 sẽ di chuyển rất rộng ở trên bản đồ. Mục tiêu được lựa chọn lại là D-Queen. D-Queen bị kết án dính tường. Sau đó có trường cuối đến từ vị trí của Akeno cũng là rất khó chịu trăng mở. Thêm cả siêu dẫn đáp xuống với bộ combo được tạo thành đến từ bên phía của RE. Cuối cùng thì Saito mới là người đầu tiên phải nằm. Kiro vẫn còn thế để bắn. Tiếp tục lựa chọn mục tiêu đó là D-Queen. D-Queen tạm thời thoát ngược trở ra, mất đồng hồ ngưng động. Đó là vị trí của Otis. T3 đang hơi thấp máu rồi, bị bổ liên tiếp đến từ vị trí của D-Queen. Và Chaos đó là Chao là người có mạng hạ gục cú nhảy lần hai. Otis tạm thời thoát lui đi. Hai pha thi đấu và đội hình của bên phía RE thi đấu rất rời rạc. Và đó là hai cơ hội để cho SPTC có thể gỡ lại những điểm hạ gục. Và với những điểm hạ gục ở trong pha giao tranh lần này thì họ còn có cơ hội để có thể lấy được con rồng thứ ba trong pha thi đấu này, đó là con rồng gió. Trước đó thì Junero đã có một pha đục trụ đường trên, nhưng từ nãy đến giờ anh ta vẫn chưa đục xong cái trụ hai khu vực đường trên cơ. Nên Junero đã nên quay trở lại đánh cùng với những người đồng đội của mình. Cái trụ thứ hai sau rất nhiều nỗ lực nó đã phải nằm rồi. Quan trọng là sau cái pha giao tranh này thì khá nhiều những cái tình huống xử lý nó lượt thượt. Những người được hưởng lợi có lẽ vẫn là FPTC khi sau con rồng họ đã có được con Baron cũng như là con rồng thứ ba của trận thi đấu, đó là con rồng gió Junero đang cố gắng muốn giữ chân đội hình của đối phương. Đây là một tình huống muốn gỡ gạc lại những mạng hạ gục sau khi mất đi cho mình đó là con Baron. Chao là người bị giữ chân mình rồi, combo Chao bị hạ gục double kill dành cho Junero. Junero vẫn là càn lướt lên, cuối cùng Junero đã bị phải nằm dưới sức sát thương của T3 với một tình huống cầm kiếm. Saito càn thẳng vào đội vào trụ của nhà đối phương để hạ gục được Kiro. Bên phía FPTC có con Baron nhưng mất đến 3 mạng hạ gục sau tình huống thoát lui vừa rồi. Họ đã hạ gục được Akeno rất sớm ở khu vực gần hang của Baron. Và khi mà người chơi hỗ trợ của SPTC mất đi thì đó là cơ hội mà RE có thể nhồng lên và đánh tiếp vào các thành viên còn lại của đội hình SPTC. Pha trả đòn khá hay đến từ RE. Họ lấy được 3 bộ lợi bàn tay Baron ở trên người của đối thủ. Bây giờ chỉ còn Zulai và T3 là hai người còn giữ được bộ lợi bàn tay Baron mà thôi. Rồi, và đây sẽ là khoảng thời gian mà Yumi trong tay của Akeno sẽ đi kèm cặp với hai vị trí này để giúp cho thế đẩy ở hai cánh cũng như khả năng điều lính sẽ được tận dụng mặc dù chỉ là hai bộ lợi Baron. Và quan trọng là cũng đang cảm giác, tôi đang cảm giác là khá khó chơi dành cho Kiro với con bài Vayne ở khoảng thời gian này khi liên tiếp bị kèm cặp bởi ba mục tiêu bên phía đối phương, đó là Saito, Junero cũng như là D-Queen. Đặc biệt là D-Queen với con bài Zac dường như là một trong những chất tướng cao cực cứng vào vị trí của Kiro rồi. Kiro duy nhất chỉ có một chiêu thức có thể tác động lên D-Queen ở trong những tình huống vận cái phản đòn của mình thôi, đó là tình huống kết án. Và nếu như kết án nó bị mất đi hoặc nó không chính xác, không thể găm D-Queen vào tường, thì D-Queen, Junero sẽ là hai thành viên có thể càn thẳng vào Kiro và khiến Kiro không có góc bắn một cách quá thoải mái. T3 đã có mặt đây, có sự hỗ trợ đến từ cái cuốn quýt của Akeno khiến cho anh ta có thể tự tin đến vậy trong phần cân 3 này. Giữa khu vực nổi trên của bản đồ thì Sulai đã bị hai thành viên của RE đánh cho phải lui.
Chao đang có mặt ở trong khu vực rừng của RE. Anh ta cũng đã bị phát hiện bởi D-Queen. D-Queen bây giờ sẽ quay trở ngược lại khu vực giữa. Cái trụ khu vực giữa đang bị công rất mạnh mẽ bởi đội hình của NPTC. T3 liên tiếp có những tình huống quấn quýt bởi Akeno. Anh ta đang cướp 3 để chưa cuối đã được sử dụng rất nhiều sát thương đến từ con Yumi này. Wow. Ở trong góc hẹp. Tuy nhiên là chưa có quá nhiều sự khó chịu đến từ đội hình của NPTC. Nhưng bây giờ thì Chao đến, đó là câu chuyện khác. Mình cũng nhảy liên tiếp rất nhiều sát thương của bên phía bên này. Kiran đến, bắt đầu tạc vào và bắn. Sát thương Kiran thời điểm này thì cũng đã ổn rồi. Và rất nhất là khi có mặt Akeno trên bản đồ nữa. Rất khó chịu, T3 vẫn đang thể hiện sự khó chịu của mình với con bài Garen và khả năng hồi phục tuyệt vời mà Yumi mang lại. Và vẫn là những tình huống T3 dường như đang là bất tử ở khoảng thời gian là tốc độ được gia tăng, khả năng hồi máu là vô biên. Kết án được D-Queen vào tường, D-Queen sử dụng cái phản đòn của mình và đang cố gắng lướt đi. D-Queen đang cố gắng bị bắn đến từ vị trí của Kiro. Kiro đang chọn những mục tiêu khác nhau để bắn ở trong tình huống này và cuối cùng cũng đã hạ gục được trên đỉnh đối với Sion, là lựa chọn tiếp theo mà anh ta lựa chọn vào. Nhưng với việc băng trụ quá lâu như thế này thì bên phía FPC mất đi hai người. Khi mà đội hình của RE đã tụ họp một cách rất nhanh chóng, nửa trên sẽ là khoảng trống dành cho Zulai lấy trụ thứ hai của đối phương. Zulai sẽ lấy được trụ. Trong khi đó thì T3 đang rống sống rất khỏe với những tình huống hỗ trợ đến từ Akeno. Bây giờ với những chiếc vốn quyết đến từ Akeno và người của bên T3 có thể gọi là bất tử trong một pha giao tranh. Chúng ta cùng xem lại pha này. T3 đã rất chủ động băng trụ với sự hỗ trợ của Akeno. Nhưng sau khi T3 anh ta lãnh một cú đăng bờ, anh ta lùi ra rồi thì hai sát thương chủ lực bên phía SPTC đó là Chao cùng với Kiran vẫn còn ở trong thềm trụ bị hủy diệt bởi đối thủ. Và khiến cho Kiro cũng phải mất rất nhiều thời gian để có mạng hạ gục bên phía đối phương, nhưng đổi ngược lại thì lại có đến hai mạng hạ gục. Nhưng quan trọng là hai mạng hạ gục vừa rồi nó không phải là lỗ thế lắm dành cho bên phía FPTC, vì khoảng trống khu vực nửa trên Zulai vẫn tận dụng nó để mang về thêm một cái trụ nữa dành cho đội hình của mình. Và những cái trụ còn lại ở khu vực đường giữa và khu vực đường dòng cũng là rất thấp máu mà thôi. Chúng ta sẽ đến với phút thứ 17 của trận thi đấu. Đây là khoảng thời gian mà con rồng cuối cùng của trận thi đấu xuất hiện. Và sẽ là khoảng thời gian mà bên phía SPTC chủ động ép đánh với đội hình bên phía đối phương. Chứ họ sẽ không đặt mình vào thế muốn giao tranh và muốn tranh cướp trừng phạt với đội hình bên phía bên kia. Ở đây sẽ là những tình huống núp bắt đến từ SPTC. Và Akeno vẫn đang bám ở trên người của T3. Đây là thời điểm mà Akeno sẽ chứng tỏ chúng ta thấy là anh ta khéo đến mức nào với con Yumi này. Anh ta hoàn toàn có thể quay bả bên phía bên này. D-Queen bị bắt. Có siêu hùng giáng thế đến từ Sol nhưng đó là quá trễ. D-Queen đã phải nằm lại. Sol thậm chí có thể là mục tiêu tiếp theo. Và SPTC đã chia đội của mình ra làm hai để tàn sát đối thủ. Và đây Saito đã bị bắt ngay trong thềm trụ của mình. Zulai với từ chỗ tư tưởng của mình quá khó chịu với pha băng trụ này. Trong khi đó thì Kiran có cú quấn quýt đến từ Akeno và ta đang bắn toàn bộ đội hình quân phía đối thủ. Đây là pha giao tranh thắng lợi dành cho phía của SPTC. Họ quét sạch được RE, không mất đi mà hạ gục nào cả. Đó là điều mà FPTC họ vẫn rất hay làm. Ở những tình huống còn rộng cuối cùng của mình, họ chủ động đi chung với nhau từ 2 đến 3 thành viên, bắt lẻ những thành viên đang điều lính hoặc đang kiểm soát tầm nhìn. Và họ bắt một cách rất dễ dàng. Trong khi đó thì các thành viên của RE họ đang chia ra hai cánh, một cánh đẩy lính ở khu vực giữa, một cánh kiểm soát tầm nhìn trong khu vực rừng. Vì vậy việc thiếu hụt về mặt nhân lực cũng là điều dễ hiểu ở trong tình huống vừa rồi, nên có một tình huống bắn là rất thoải mái khi đội hình đối phương đã bị bóc đi và bị chia lẻ ra. Và đó là tình huống mà Akeno anh ta rất tỉnh táo với con Yumi này của mình. Trong tình huống giao tranh tổng, nếu như cảm thấy T3 anh ta có thể dồn được đối phương thì Akeno anh ta sẽ quấn quýt lấy người của T3. Nhưng trong một tình huống giao tranh mà Akeno thấy Kiran có thể bắn được, có thể gây sát thương để dứt điểm đối phương thì ta báo mọi người Kiran. Và tình huống giao tranh cuối cùng là tình huống như vậy. Akeno anh ta bỏ T3 và anh ta bám vào người Kiran. Và Kiran với sự hỗ trợ đến từ Akeno và với sát thương đến từ con Ven này, anh ta có thể bắn được tất cả những người còn lại của đội hình bên phía RE. Rồi, và ngay mà ngày thi đấu mở màn của mình thì FPTC đã có được một chiến thắng 2-0 rất gọn gàng và dễ dàng trước RE, một đại diện mới đi lên từ vòng thăng hạng và cũng không được đánh giá quá cao ở trong kèo đối đầu này. Ván đấu thứ hai này thì nó cũng không phải là một thế trận mà quá hủy diệt như ván đấu đầu tiên. Bên phía FPTC vẫn phải mất thêm rất nhiều thời gian để có thể có được chiến thắng, nhưng quan trọng là đến từ một đội hình mà có lẽ chúng ta cũng đã, đây là một đội hình mà chúng ta rất ít thấy ở trong những trận thi đấu chuyên nghiệp. Và họ cũng đã tận dụng tốt con bài Yumi ở trong thi đấu hôm nay. Nó không phải ở khu vực đường trên mà trong vị trí hỗ trợ với Yumi khi kết hợp với Vayne thì sẽ là một Vayne có khả năng thả diều tốt, tốc độ chạy được gia tăng và khả năng hồi phục cũng là đảm bảo. Đặc biệt là hiệu ứng khống chế với chiêu cuối của Yumi là một điều mà cũng khá thiếu đến từ bên phía của Vayne. Sẽ hỗ trợ cật lực cho những tình huống truy đuổi và càn bắt của Vayne. Khi đối phối hợp với Zulai hay với T3 thì sẽ là hai chất tướng có khả năng càn vào đội hình đối phương, khả năng truy đuổi và khả năng hồi phục là rất tuyệt vời. Và chúng ta đang nhìn thấy cái biểu tiền ở trong ván đấu này cũng phản ánh rất rõ cái diễn biến vừa rồi, là FPTC cũng có những tình huống ép nhưng không phải là ép triệt để, và đến tận những pha giao tranh cuối cùng họ tận dụng những sai lầm về mặt di chuyển về mặt đội hình của đối phương và có được chiến thắng.
Thực ra ở trong giai đoạn đầu của vai thi đấu thì đội hình của RE mới là đội hình có thể đánh giao tranh rất mạnh mẽ so với đội hình của SBTC. Lúc đó thì các sát thương bên phía SBTC đó là Chulai, đó là Kiran vẫn chưa lớn. Tuy nhiên thì RE trong giai đoạn đầu họ cũng đã có những bước ép giao tranh so với đối thủ, nhưng đó là những bước thi đấu không triệt để và khiến cho đội hình của SBTC vẫn có khoảng trống để cho Kiran có thể được farm. Và tốc độ lớn của Kiran ở trong vài thi đấu này là rất ổn. Đội hình của RE trong vài thi đấu này họ có một đội hình rất đẹp, đội hình giao tranh tổng cực kỳ hoàn hảo với Galio với Diana nữa. Tuy nhiên thì với việc họ không gây đủ sức ép lên SBTC khiến cho giai đoạn cuối của ván thi đấu, khi mà Kiran đã có được sức sát thương của mình và T3 cũng đạt được đủ sự cứng cáp của mình rồi, và cả hai người này có thêm sự hỗ trợ đến từ Akeno nữa, thì đó là một thế giao tranh quá khó chịu. Rồi, Akeno cũng chính là người có được MVP ở trong ván đấu thứ 2 này.